Hiện tại nếu mình đang ở trên rừng, thức dậy lúc 4 giờ sáng và đi một quãng đường là 50 cây số. 50 cây số và tới đây là lúc 6 giờ. Bây giờ mình với Linh sẽ đi một mạch lên đỉnh luôn. Và lên đỉnh chắc khoảng đi bộ chắc khoảng 2 tiếng. Và lên đó chủ yếu là mình sẽ kiếm kiếm hồng, thanh đạm, hành bông, thanh đạm, kiếm ngọc, hài hồng và có lội về hay mình sẽ qua cho các bạn xem. Rồi thì các bạn cho đỉnh nha. Hiện tại mình phát hiện được hai nhánh quế với trắng trắng tém đang nụ. Đang ngủ sắp rụt luôn. Mày lên lên cây chắc cũng 10 mét. Giờ mình sẽ hái nó xuống. Rừng ở đây núi đế nhiều nên để rất là chăm chỏ. Ở đây có nấm mèo này. Hiện tại là mình đang đi theo đường mòn của mấy người dân làm rừng. Chừng nào mình có len mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Được rồi. Quế chưa bán. Hải Hồng mà định ba bà Hằng nó hỏi bán giá không? 1 triệu. Xong rồi để ơi để bán coi lại. Nói thôi 800 cũng được. Xong bà im luôn. Mấy tao báo giá tao báo giá 750 mà kia nó cũng im rồi. Nó mắc quá. Mấy ông nội dân buôn rồi chắc đồ mua giá lên cho 1000 ký vậy. Ờ ít giá vô thôi được. Mà giờ bữa trước bán mua rồi cho nên bớt cho bẻ không bớt nữa. Ê dốc đứng quá. Để ra nằm sâu lại lên giá. Hả? Gần Tết á, gần Tết lên giá lại. Mới mệt. Một cái nấm linh chi cổ cò đen nhưng mà dưới nó trắng không bị đen nữa, nấm đen tốt rồi thì nhờ ngâm rượu thôi. Lên nụ bộ lá thiệt đẹp đi. Ừ. Hôm bữa cây linh thấy chi đâu gặp cây nữa nè, thằng nào quay á. Cái gì cái cây giống đó mọng lên thiệt đẹp mà tự nhiên để chết uống. Linh chi đỏ nhiều linh chi nâu chi đỏ hồng chi một loại len lông đen hoa nhỏ lại gặp thêm một cây quế. Quế này nằm trên cây nghẽ. Cây này nó nghẽ. Phải nghĩa mà là người ta cưa. Người ta cưa bị đổ xuống. Đây. Ở ngoài thì nhìn
cái cây cối rậm rạp. Và vào trong thì mấy thợ rừng người ta cưa cây gỗ như thế này. Cái cây gỗ xỉa gỗ, xỉa thành dáng luôn. Tấm này về làm mấy cái bàn làm tạm y bài. Đi bên đó thôi Linh, có gì đó không? Mình đi gặp mấy cái nấm không? Linh hái nấm không chi không? Đúng kìa. Mấy nấm chi to ghê mà nó về nó móc á. To mà nó móc. Đây quá trời luôn. Mà nó dè đó. Hát nhiều đây, gặp mấy chỗ này nắm to hát tiếp. Tranh thủ nghỉ kéo khúc lũa và kéo len. Hôm nay giờ lấy đèn rọi xuyên qua em trời. Thu quang đâu đấy, thu quang của thu quang nó mọc ở trên mấy vách đá. Đèn thói quen thì xuyên quen chứ nó có tinh dầu nhiều hay sao á. Cái kỳ đó nó mọc vách đá. Đúng rồi. Mấy thơm không? Ồ, hồ rình à. Cũng dạng thơm thơm. Cầm si. Cầm si hả? Đây cầm si hả?
Đây, một bụi thanh đệm hàn lâm, bông to thơm, lò này ưa ẩm, dễ sống. Ở trên cây kêu. Hái gì vậy Linh? Hả? Hái gì? Hái mình xả mùa này xuống. Wow, bạn biết cái này là cái gì không? Này là hoa hồi. Hoa hồi dùng để nấu phở ha. Gia vị. Gia vị nấu phở. Cây lé này. Lé này. Lé có mùi gì không? Mùi với mùi mặn. Mùi với mùi mặn. Hiện tại là vô khơi u rừng rất là rậm. Đây từng bước cây này cản. Giờ băng qua đụng cái đế, mình cái đế lên cho. Đây, mình đang băng bằng một cái đế rất là nguy hiểm. Cái bên nó dẫn đầu. Ô, ai đốt rừng đây. Giờ mình băng qua đây. Nãy giờ đi bộ cả 4 tiếng hồ. Gặp cây gấm Thượng Hải đang ra bông. Bạn mình đang tiến hành tác nghiệp. Không cho. Để mình quay, Tên này gắm người hỏi hơi đẹp chưa? Rung lắc cái mắt nét. Rung một phát là mất hết. Hái không lên? Nhổ qua đây lại không? Ra một cây hồ thảo cánh hòa. Đang đẹp bông. Rung quá. Hồ thảo cánh hòa. Bông rất là dễ thương, thơm và bền. Cây nó mọc như thế này. Một hốc cây này. Rồi giờ bạn mình sẽ hái nó và bỏ vô bao. Có đâu, chưa. Chưa hả? Thầm tay à. Ừ. Chưa bỏ bao. Lên đây đi. Còn thấy nó hòa một loại đáng sưu tầm, hoa bền cả tháng lận, dễ trồng nữa, giá rẻ nữa, 300.000 ký à? Nó thơm thơm thoảng. 300.000 ký mà 300.000 ký chắc cái bó vì rất là nhẹ. Rồi mình sẽ biến thành qua phía ngược bên này. Phát hiện một bụi kiếm mà không biết cái này kiếm gì, đúng bạch ngọc quá. Bạch ngọc quá. Nhổ lên. Tìm được bụi rồi. Kiếm hâm đầu tiên rồi nha. Đây. Mình sẽ nhổ lên luôn. Cứng quá.
kiếm hầm củ ở đây, củ nó bầu bầu gì đây, để nó gần gần gì đây, tôi phải để dần lên xuống lên cầm rửa phất đi, giờ mình sẽ vòng vòng nha. Ừ, đây là vách đế hiện đứng, đây là một kiếm hầm. Cộng nữa kiếm hồng nha, củ nó bầu bầu gì này, nhìn rất dễ phui, để nó gần gần. Kiếm hồng nó bụi mọc đế thì củ nó nhỏ hơn. Công nhận đi xe thì đế dựng đứng tay mấy độ không phải đấy. Đây phía hầm nó nằm như này cực kỳ khó thấy luôn, bùi rề bùi rề mà thấy rề nó là cứng đó. Cô này nó đây mình kiếm hồng nữa, cái này là ere hồng ngược, cái này là phải lộng ta, lộng màu dày đó, màu dày mọc trên cây cái này. Cây đây nhỏ nhỏ vậy, nguyên ghê. Đây hồ thảo, mới hồ thảo gì đây, phải lan rộng mắm lan rộng mắm người ta mình đang chờ lên quê. Đây có một cái đầm lầy nữa. Đây. Đây. Lan đầm lầy. Cũng nó nhỏ nhỏ vậy đó. Nhờ sư hoàng kia coi thử có gì không. Hiện tại là hai đứa mình đang đi thám hiểm. Một con đường lạ. Con đường mà như khu du lịch vậy á. Ở dưới là tầng bì lấy cây rễ thì rất là xốp, em đi cái nhúng cái nhúng. Hiện tại là 1 giờ rồi,
10 rút thôi. Chứ đây không có loại gì ngon ngon á. Dẫn lên đỉnh chứ đâu, hay dẫn về bên xe lắm thì thôi xuống lại lên đây coi thử. Em về ngàn. Chứ làm cái gì? Trong sống không? Nhổ được không? Cây nhỏ nhỏ rồi chứ. Wow. Tụi mình đang đi về á, đi về lũ bụi như vậy nè, đang quay lên đang lũ bụi mở đường. Tại là 2 giờ đi xuống đó chắc cũng 3 rưỡi thôi. Rồi xuống đó chắc 3 rưỡi á. Mày rắm quá. Thành quế hôm nay thầy Dũng kiếm bạch ngọc, chắc bạch ngọc kiếm hồng rồi, cũng nó to to rồi đó. Thầy thanh đệm 25 rồi, con bụi sau nhà nó bông á, không có to này, để dập á. Hả? Này Dũng kiếm Karen Khánh Hòa.